Nội dung bài học tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng số 524 ngày 3 tháng 1. Trước khi đi vào hạch toán nội dung của hóa đơn, các bạn sẽ phải phân biệt được đâu là hóa đơn mua vào và đâu là hóa đơn bán ra. Chúng ta đang hạch toán dữ liệu cho công ty cổ phần phân bón Hà Nội. Trên hóa đơn thể hiện nội dung họ và tên người mua hàng là đơn vị công ty chúng ta thì đó sẽ là hóa đơn mua vào. Và nội dung ở trên thể hiện là công ty cổ phần phân bón Hà Nội thì đó sẽ là hóa đơn bán ra. Như vậy chúng ta sẽ phản ánh hóa đơn mua vào số 524 với nội dung là mua bao bì của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hạ ở Việt Nam. Tổng giá trị của hóa đơn 13.445.300 đồng và với hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp. Sau đó đằng sau hóa đơn sẽ là chứng từ thanh toán phiếu chi đi kèm. Và để biết được hóa đơn mua vào đó là hóa đơn mua nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định hay hóa đơn mua dịch vụ thì các bạn phải căn cứ vào nội dung của hóa đơn và mục đích sử dụng của các mặt hàng đó. Doanh nghiệp mua bao bì về phục vụ cho mảng sản xuất, đóng gói các sản phẩm sau khi đã đưa nguyên vật liệu vào sản xuất để tạo ra được các thành phẩm. Như vậy, số lượng bao bì này không phải là nguyên vật liệu, cũng không phải là hàng hóa. Do đó, số bao bì này các bạn sẽ đưa vào công cụ dụng cụ tài khoản 153 để phản ánh làm tăng kho công cụ dụng cụ. Và sau khi thành phẩm hoàn thành thì chúng ta sẽ thực hiện đưa bao bì vào đóng gói các thành phẩm. Còn trong trường hợp với một doanh nghiệp chỉ mua bao bì về và xuất bán trực tiếp cho khách hàng thì đó sẽ là hóa đơn mua hàng hóa, không tham gia vào quá trình sản xuất thì các bạn sẽ đưa vào tài khoản 156. Còn ở đây toàn bộ số lượng bao bì này các bạn sẽ đưa vào tài khoản 153. Các bạn sẽ phản ánh nghiệp vụ nợ cho tài khoản 153 làm tăng kho công cụ dụng cụ với tổng giá trị của hóa đơn 12.223.000 đồng. Theo tính chất của tài khoản loại 1, tăng ở bên nợ, giảm ở bên có. Do đó khi tăng kho công cụ dụng cụ thì chúng ta sẽ phản ánh vào bên nợ. Đồng thời phản ánh thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn mua vào. Thuế giá trị gia tăng được hiểu là thuế đánh vào người tiêu dùng cuối cùng. Do đó đối với một hóa đơn mua vào đã bao gồm thuế và khi doanh nghiệp thanh toán sẽ phải thanh toán bao gồm giá trị của hóa đơn và số thuế giá trị gia tăng. Khi thực hiện hạch toán hóa đơn bán ra, doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn và thu tiền cả bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng. Và khi thực hiện việc lên tờ khai, doanh nghiệp sẽ lấy số thuế giá trị gia tăng bán ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng mua vào được khấu trừ để ra số thuế cuối cùng phải nộp cho nhà nước. Do đó, đối với một hóa đơn mua vào thì thuế giá trị gia tăng được gọi là thuế khấu trừ. Và chúng ta sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 1331 để làm tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Căn cứ trên hóa đơn, doanh nghiệp đã thanh toán ngay cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, do đó sẽ làm giảm tiền mặt tại quỹ. Và theo tính chất của tài khoản loại 1, tăng bên nợ giảm bên có, do đó chúng ta sẽ phản ánh vào bên có của tài khoản 111. Và theo tính chất thì tổng bên nợ sẽ phải luôn luôn bằng tổng bên có. Đó là cách hạch toán đối với một hóa đơn mua công cụ dụng cụ với các doanh nghiệp bình thường. Nhưng ở đây chúng ta đang hạch toán cho công ty cổ phần phân bón Hà Nội. Đối với ngành phân bón là đối tượng không chịu thuế, các bạn có thể nhìn vào một hóa đơn bán ra với thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện là không chịu thuế. Ngoài ra sẽ có những hóa đơn thể hiện phần gạch chéo ở phần thuế suất thuế giá trị gia tăng và tiền thuế giá trị gia tăng, phản ánh doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện việc nộp thuế giá trị gia tăng. Bản chất việc doanh nghiệp không phải nộp thuế thì tổng số thuế được khấu trừ sẽ không có ý nghĩa. Do đó, đối với những hóa đơn mua vào có thuế suất thuế giá trị gia tăng thì các bạn sẽ cộng vào giá trị của hóa đơn để ghi nhận vào chi phí giá vốn của toàn bộ lô công cụ dụng cụ nhập kho. Và để nắm được các đối tượng không chịu thuế thì các bạn sẽ căn cứ vào thông tư số 219 năm 2013, thông tư của Bộ Tài chính và căn cứ vào điều 4 sẽ ghi rõ các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trong đó khoản 3 của điều 4, các đối tượng không chịu thuế thuộc ngành dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp,
Và ở thông tư số 26, thông tư của Bộ Tài chính có bổ sung thêm khoản 3A của điều 4 là ngành phân bón, thức ăn cho gia súc, gia cầm sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế. Do đó, cách hạch toán đối với hóa đơn số 524, các bạn sẽ thực hiện lại nợ cho tài khoản 153, làm tăng kho công cụ dụng cụ và lúc này các bạn sẽ phải cộng tổng giá trị của hóa đơn, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng được khấu trừ để làm tăng chi phí giá vốn của công cụ dụng cụ. Nợ cho tài khoản 1331 các bạn vẫn sẽ phản ánh với thuế suất là 0% và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ với tổng số tiền 13.445.300 đồng. Và để phản ánh được đúng tổng số tiền vào bên nợ của tài khoản 153 thì ở phần đơn giá này là đơn giá chưa bao gồm thuế. Do đó chúng ta sẽ phải lấy đơn giá nhân với 1,1 để tính ra được đơn giá đã bao gồm 10% thuế suất. Các bạn sẽ lấy toàn bộ đơn giá và chúng ta sẽ liệt kê vào file Excel. Sau đó các bạn nhân với 1,1 và chúng ta sẽ nhấn F4 để cố định các dòng đều nhân với 1,1 và các bạn sẽ paste xuống phần dưới. Và như vậy, ở phần đơn giá này thì chúng ta sẽ nhân với đơn giá mới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10%. Như vậy các bạn sẽ căn cứ vào hóa đơn mua vào số 524 ngày 3 tháng 1 và thực hiện hạch toán trên phần mềm MISA như sau. Các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Đối với mua công cụ dụng cụ nhập kho, các bạn phải tích chọn một nhỏ là mua hàng trong nước nhập kho để phần mềm cập nhật phiếu nhập kho. Với hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt, phần mềm sẽ cập nhật thêm phiếu chi. Và ở đây chúng ta mua công cụ dụng cụ có hóa đơn, do đó các bạn phải nhớ tích chọn nhận kèm hóa đơn để phần mềm thể hiện phần táp hóa đơn và phần táp thuế. Và tích chọn ở phiếu nhập kho để các bạn điền thông tin của nhà cung cấp thì phần mềm sẽ tự động cập nhật sang phiếu chi và sang táp hóa đơn. Tránh trường hợp khi các bạn tích chọn ở phần táp hóa đơn để điền thông tin thì phần mềm sẽ không hiểu và cập nhật sang phiếu nhập kho cũng như phiếu chi. Do đó các bạn phải nhớ đi từ trái sang phải. Trên phiếu nhập kho các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hạ Việt Nam. Trong trường hợp khi các bạn tìm kiếm chưa có mã nhà cung cấp, chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng để thực hiện khai báo mới một mã. Và ở đây thuộc công ty thì chúng ta sẽ chọn tính chất là tổ chức và căn cứ vào mã số thuế. Sau đó các bạn sẽ nhấn lấy thông tin, phần mềm sẽ tự động cập nhật tên và địa chỉ. Ở phần mã các bạn có thể để phần mềm tự động cập nhật hoặc chúng ta sửa lại làm sao cho các bạn dễ theo dõi và sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Lưu ý các bạn phải tìm kiếm trước để tránh trường hợp một mã nhà cung cấp khách hàng các bạn lại tạo làm nhiều lần dẫn đến việc công nợ sẽ không được phản ánh đúng. Và nội dung thì các bạn sẽ ghi mua công cụ dụng cụ nhập kho theo hóa đơn số 524. Ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn, ngày 3 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin sang phiếu chi và sang phần táp hóa đơn. Các bạn nhớ điền luôn hóa đơn số 524. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần một nhỏ ở phần mã hàng, chúng ta sẽ kích vào phần mũi tên để chọn đến mã công cụ dụng cụ là bao bì hữu cơ bột. Và trong trường hợp là mã bao bì mới, khi các bạn tìm kiếm chưa có thì chúng ta cũng sẽ tích vào phần dấu cộng và bắt đầu khai báo một mã công cụ, điền mã và tên, tính chất chọn là vật tư, nhóm là công cụ, điền đơn vị tính, chọn kho ngầm định là kho 153, tài khoản kho 153 và điền tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133 hoặc 627 theo thông tư 200. Phản ánh nguyên vật liệu đưa vào quá trình sản xuất để tạo ra thành phẩm, sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Được nhập vào kho 153 và được phản ánh vào bút toán. Nợ cho tài khoản 153, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111. Do chúng ta đã tích vào thanh toán ngay bằng tiền mặt. Và các bạn sẽ điền tổng số lượng tương ứng với từng mã. Số lượng là 680. Và đơn giá lúc này các bạn lưu ý chúng ta sẽ phải lấy đơn giá đã bao gồm thuế 1760.
để ra được tổng thành tiền đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thứ hai là bao bì hữu cơ viên. Số lượng nhập kho là 600. Và đơn giá lúc này các bạn sẽ điền là 1.705. Thứ ba là bao bì NBK 10.5.20. Số lượng nhập kho 650. Và đơn giá 1.650. Thứ tư, bao bì NBK 15.5.5. Số lượng nhập kho 2.900. Với đơn giá 1.595. Thứ năm là NBK 6.6.6. Số lượng nhập kho 1.750. Đơn giá 1.650. Và công cụ cuối cùng là bao bì đạm xanh. Số lượng nhập kho là 1.500. Đơn giá 1.760. Sau khi điền xong toàn bộ tổng số lượng cũng như đơn giá, các bạn phải nhớ kiểm tra lại toàn bộ các mã công cụ dụng cụ để tránh trường hợp các bạn nhập sai, dẫn đến việc công cụ dụng cụ khi chúng ta muốn xuất ra không có đủ. Tương ứng với tổng số lượng và đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10%. Trong trường hợp khi các bạn phản ánh không thể hiện kho 153 hoặc không phản ánh đúng tài khoản kho là 153 là do khi chúng ta tạo mã công cụ dụng cụ, các bạn không chọn kho ngầm định cũng như tài khoản kho, thì lúc này các bạn sẽ phải quay lại danh mục vật tư hàng hóa và chọn vật tư hàng hóa, tìm đến tính chất của kho là vật tư hàng hóa, tìm đến toàn bộ các công cụ dụng cụ là các loại bao bì để chúng ta sửa lại các nội dung. Khi thực hiện hạch toán không thể hiện kho 153 và tài khoản kho nợ 153 là do các bạn không chọn đúng kho ngầm định thì phần mềm cũng sẽ không tự động cập nhật. Đối với trường hợp đó thì các bạn phải nhớ quay lại để chúng ta cập nhật lại, để các hóa đơn sau các bạn sẽ không cần mất thời gian chúng ta sửa lại. Và sang phần 2 nhỏ tắt thuế, các bạn sẽ bỏ qua phần trăm thuế suất do chúng ta đã cộng toàn bộ thuế giá trị gia tăng vào giá trị để làm tăng chi phí. Lúc này các bạn có thể nhìn thấy tổng giá trị của lô hàng sẽ bằng tổng giá trị đã bao gồm thuế 13.445.300 đồng. Hạch toán xong, các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ các nghiệp vụ hạch toán và chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành thực hiện việc hạch toán hóa đơn mua vào với nội dung là mua công cụ dụng cụ về nhập kho. Trong trường hợp khi các bạn phát hiện ngày hạch toán, ngày chứng từ các bạn chưa sửa lại thì chúng ta phải nhớ nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Lúc này chúng ta phải nhớ sửa lại toàn bộ nội dung ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày trên phiếu chi và cả ngày trên hóa đơn để tránh trường hợp khi lên tờ khai phần mềm sẽ không phản ánh đúng. Và để kiểm tra được chứng từ mà các bạn vừa thực hiện hạch toán, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn tab mua hàng hóa dịch vụ, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn lấy dữ liệu. Khi các bạn tích chọn là mua hàng trong nước nhập kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu nhập kho, và tích vào thanh toán ngay bằng tiền mặt thì phần mềm cũng sẽ tự động cập nhật sang phiếu chi. Do đó, khi các bạn vào phân hệ kho, chọn nhập xuất kho, phần mềm cũng sẽ tự động cập nhật chứng từ phiếu nhập kho mà các bạn vừa hạch toán ở hóa đơn mua công cụ dụng cụ số 524, cũng như trong phân hệ quỹ chọn thu chi tiền, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm cũng sẽ tự động cập nhật phiếu chi số 01 liên quan đến hóa đơn mua công cụ dụng cụ số 524 ngày 3 tháng 1. Do đó, đằng sau hóa đơn 524 là phiếu chi và chứng từ nhập kho này thì các bạn sẽ không cần phải thực hiện hạch toán thêm một lần nữa.